Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái món đó là thịt kho trứng nha các bạn. Thịt kho trứng là còn gọi là thịt kho tàu đó. Trứng nè, rồi mình sẽ chuẩn bị thịt nè. Thịt này thì mình rửa sạch rồi mình ướp với một ít đường, bột ngọt, muối, nước mắm. Rồi mình sẽ cho là củ hành bằng đâm nè, rồi tỏi đâm nè, rồi ớt. Rồi mình cho cái hỗn hợp và mình sẽ đâm, mình giã ra rồi mình sẽ ướp vào trong thịt này nè các bạn. Nãy giờ mình ướp cũng để cũng cả nửa tiếng rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đi kho thịt nha các bạn. Thịt là mình chưa có cho nước dừa vô nè các bạn. Mình chỉ kho bằng nước mắm với cái gia vị mình ướp lúc đầu đó, nó là thịt mình nó ra nước á. Bây giờ mình sẽ kho cho nó hết cái phần cái nước này rồi chúng ta các sẽ bạn, cho mình dừa vô. Mới vừa kho cái nước mắm không á các bạn. Cái đồ gia vị mà mình ướp trong thịt á, hiện giờ cái nước của mình nó cũng đã cạn xuống rồi nè. Giờ chúng ta sẽ chuẩn bị và chúng ta sẽ cho cái nước dừa tươi vào nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ kho cho mềm và nó rượu luôn nha các bạn. Rồi hầm thịt đó các bạn. Hiện giờ thịt này mà giờ các bạn sẽ cho trứng vào chúng ta kho luôn nha các bạn. Rồi các bạn kho cho khi nào rồi thịt của mình nó mềm thì thôi nha. Sau khi mình kho được một lúc rồi đó các bạn, giờ thịt của mình nó cũng đã mềm rồi nè. Và cái nước của mình nó cũng sắc lại bớt rồi đó. Vậy là mình đã làm xong cái món thịt kho trứng rồi đó các bạn. Mình chúc các bạn kho cái món ăn này thật là ngon nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Các bạn thích video của mình hãy ủng hộ cho mình một like và nhấn đăng ký để khi mình có video mới thì các bạn biết nha các bạn. Tạm biệt các bạn.